Tại sao phụ nữ tiền mãn kinh nên chọn Etona để cân bằng nội tiết tố? Giai đoạn tiền mãn kinh là thời kỳ đầy thách thức với nhiều thay đổi lớn trong cơ thể của phụ nữ, bao gồm cả sự biến đổi nội tiết tố. Điều này thường dẫn đến các triệu chứng như nóng bừng, giấc ngủ không yên, tâm trạng thay đổi thất thường, khô âm đạo và giảm ham muốn. Để giúp cân bằng nội tiết tố một cách tự nhiên và hiệu quả, Etona trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều phụ nữ nhờ vào các thành phần từ thảo dược quý. Dưới đây là lý do tại sao Etona là lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ tiền mãn kinh. Thứ nhất, Etona, sản phẩm tự nhiên an toàn. Etona được bào chế từ các thảo dược thiên nhiên nổi tiếng với khả năng điều hòa nội tiết tố nữ. Một số thành phần chính bao gồm sâm tố nữ, được biết đến như một trong những nguồn phytoestrogen mạnh mẽ nhất, giúp bổ sung và cân bằng estrogen trong cơ thể, giảm các triệu chứng như nóng bừng và khô âm đạo. Thành phần thứ hai là rễ maca. Maca là một loại thảo dược quý, giúp tăng cường năng lượng, sức chịu đựng và giúp cải thiện ham muốn tình dục tự nhiên. Cassip Fatima. Đây là một loại thảo dược đã được sử dụng lâu đời để cải thiện sức khỏe sinh sản của phụ nữ, tăng cường sinh lực và điều hòa kinh nguyệt. Ích mẫu thảo. Ích mẫu có tác dụng hỗ trợ tử cung, điều hòa kinh nguyệt và giảm tình trạng khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh. Rễ xích đồng nam. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể và giảm tình trạng viêm nhiễm. Thứ hai của thành phần Etona đó là hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng tiền mãn kinh. Etona đã được chứng minh là giảm hiệu quả các triệu chứng tiền mãn kinh thường gặp như nóng bừng và đổ mồ hôi đêm. Phytoestrogen từ sâm tố nữ và mầm đậu nành trong Etona giúp điều hòa lượng hormone, giảm thiểu các cơn nóng bừng, đổ mồ hôi và cải thiện giấc ngủ. Khô âm đạo, tình trạng khô hạn âm đạo sẽ được cải thiện đáng kể nhờ các thành phần thảo dược có tác dụng dưỡng ẩm và bảo vệ mô âm đạo. Tâm trạng thay đổi, với khả năng cân bằng hormone, Etona giúp giảm tình trạng căng thẳng lo âu, cải thiện tâm trạng của phụ nữ trong giai đoạn này. Thứ ba, tăng cường sức khỏe tổng thể. Không chỉ giúp cân bằng nội tiết tố, Etona còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, như là sức khỏe của xương. Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ loãng xương cao do thiếu hụt estrogen. Các cái phytoestrogen trong Etona giúp duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương. Sức khỏe tim mạch. Estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Làm đẹp da và tóc. Etona còn giúp cải thiện làn da và tóc, duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh. Thứ tư, dễ dàng sử dụng và tiện lợi. Etona có dạng viên uống, dễ dàng sử dụng và tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần uống đều đặn theo hướng dẫn, phụ nữ có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ bên trong cơ thể. Thứ năm, được nhiều phụ nữ tin dùng. Etona đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng họ cảm thấy tự tin, khỏe mạnh và giảm thiểu rõ rệt các triệu chứng tiền mãn kinh. Những cái trải nghiệm tích cực này là minh chứng cho hiệu quả và an toàn của sản phẩm. Chọn Etona là lựa chọn sáng suốt để cân bằng nội tiết tố và giảm bớt các triệu chứng khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh. Với thành phần từ các thảo dược tự nhiên an toàn, Etona giúp chị em phụ nữ vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng, đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể. Hãy để Etona đồng hành cùng chị em để tận hưởng một cái cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Nếu chị em cảm thấy video hữu ích, hãy like và share video này để cho nhiều chị em của mình cũng biết nhé. Follow kênh của Bác sĩ Hạnh để nhận nhiều giá trị hơn nữa.